tinh chất nước cân bằng dưỡng trắng da Luminate với dung tích là 50ml, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 4 đến 5 tháng, giá chính hãng là 1.200.000 đồng. Sản phẩm này xuất xứ từ Hàn Quốc, đến từ thương hiệu Simbicop. Đối với sản phẩm này có chứa thành phần của 7 loại vitamin, đặc biệt là vitamin nicotiamide sẽ giúp làm trắng sáng da, cũng sẽ làm sạch các lớp dầu thừa, bụi bẩn, bã nhờn còn sót lại trên da, đồng thời cũng sẽ cân bằng độ ẩm, ngăn ngừa dầu, làm sạch sâu lỗ chân lông để cho da mình luôn trắng sáng và mịn màng. Sản phẩm này chúng ta sẽ sử dụng vào ban ngày và ban đêm. Sau khi đã làm sạch da, sử dụng nước cân bằng, chúng ta sẽ lấy ra một lượng sản phẩm vừa đủ, massage tròn đều lên phần da mặt của mình cho đến khi thẩm thấu. Chất của sản phẩm là dạng lỏng trong suốt,